Xin chào tất cả các em. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em học một cái bài nó rất là quan trọng khi mà các em học về phần kim loại. Đó là bài về dãy hoạt động kim loại. Thì các em muốn nắm được tính chất của các kim loại á, và các em muốn biết nhiều các cái tính chất của nó thì chắc chắn đây là một bài không thể thiếu được. Với dãy hoạt động kim loại thì có lẽ là các em đã nghe nó nhiều rồi đúng không ạ? Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em học về cái phần này nhé. Thì đầu tiên chúng ta có dãy kim loại như sau. Đây là các cái kim loại mà các em thường gặp trong các bài tập cũng như cái kiến thức của trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thì cái dãy này sẽ được phát biểu như sau này. Khi nào máy áo giáp sắt phải hỏi cụ bạc vàng, đúng không? Sẽ gồm các nguyên tố là kali, natri, magie, nhôm, kẽm, sắt, chì, hiro, đồng, bạc và vàng. Thì có thể các em sẽ nghe một số cái dãy nó nhiều kim loại hơn, nhưng mà anh vẫn quyết định chọn cái dãy này bởi vì nó có cái dãy kia tuy nhiều hơn nhưng nó lại có nhiều cái nguyên tố mà các em không học. Ví dụ như là nguyên tố platin thì các em hầu như là các em cũng sẽ không gặp, hoặc là nguyên tố niken thì các em cũng rất là ít gặp luôn. Nên là anh nghĩ là với những cái phần này thì chúng ta sẽ chọn những cái dãy mà nó đơn giản thôi. Hóa học thì bản thân nó đã có rất là nhiều cái cần phải ghi nhớ rồi, nên là học cái mà nó đơn giản nhất thì sẽ tốt cho cái việc học của chúng ta. Thì các em lưu ý này, cái dãy này có cái tính chất như sau. Đó là tính kim loại nó sẽ giảm dần, tức là mạnh nhất cái dãy này đó chính là kali và yếu nhất là vàng. Thì các em thấy là những cái nguyên tố mà nó nằm cuối dãy ấy, như là đồng này, bạc này, vàng là những cái nguyên tố yếu nhất. Cho nên các em thấy là bạc với vàng thì người ta dùng rất nhiều trong trang sức đúng không ạ? Nó rất là đẹp. Tuy nhiên đẹp chưa chắc đã tốt đâu. Như vàng với bạc đẹp nhưng mà nó là khá là yếu. À. Và chúng ta sẽ chia dãy này thành 3 phần như sau. Các em lưu ý nhé. Là ở trước nguyên tố magie này và nguyên tố hiro thì chúng ta sẽ hai cái mốc này nó sẽ chia cái dãy này làm 3 phần để chúng ta dễ nắm bắt tính chất của nó. Dựa vào những cái phần này thì chúng ta sẽ có các tính chất như sau. Thứ nhất là ba cái tính chất rất là quan trọng là kim loại đứng trước magie thì nó có phản ứng với nước. Đó là ở trong dãy này là kali natri, thì đây là những kim loại nó rất là mạnh, nó sẽ phản ứng được với nước. Tiếp theo là những kim loại đứng trước hiro thì nó có phản ứng với axit, tức là cái vị trí hỏi á. Thì em thấy rằng tất cả các kim loại đứng trước hiro như là sắt này, kẽm, chì thì nó đều có khả năng phản ứng với axit. Và kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối, nó thể hiện cho tính là tính kim loại giảm dần. Nó sẽ mạnh nhất là ở kali và yếu nhất ở vàng. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái tính chất một nhé. Tính chất đầu tiên, kim loại đứng trước magie có phản ứng với nước thì ta sẽ có là kim loại tác dụng với nước tạo thành bazơ và hiro. Thì cái phản ứng này nó chỉ dành cho những cái kim loại rất là mạnh thôi. Điển hình như ở đây chúng ta có hai kim loại đứng trước magie là kali và natri, thì nó có phản ứng với nước, nó sẽ tạo thành bazơ và hiro. Phản ứng này xảy ra rất là mãnh liệt và những cái kim loại này được gọi là kim loại kiềm. Đây là những kim loại rất là mạnh, đứng đầu những cái dãy này luôn đấy. Ngoài hai kim loại kali natri thì trong chương trình trung học phổ thông các em còn học thêm hai kim loại nữa cũng có phản ứng tương tự, đó là bari và canxi, là nó cũng tạo tác dụng với nước tạo thành bazơ, đó là BaOH 2 lần và CaOH 2 lần. Đây cũng là những cái kim loại mà nó rất là mạnh. Ta có tính chất thứ hai tiếp theo nhá. Là kim loại đứng trước hiro có phản ứng với axit thì ta sẽ có phản ứng như sau này, kim loại tác dụng axit tạo thành muối cộng với H2. Ví dụ như là ta sẽ có nhôm, nhôm là một kim loại mà các em thấy nó đứng trước hiro đúng không ạ? Nó ở vị trí ngay sau magie luôn. Đây là cũng là kim loại mạnh. Thì khi nó tác dụng với HCl thì nó sẽ thế chỗ hiro trong axit và nó tạo thành AlCl3 cộng với H2. Tương tự như vậy, sắt nó cũng sẽ phản ứng được với H2SO4 bởi vì là sắt nó đứng trước hiro trong cái dãy hoạt động kim loại nên nó cũng có phản ứng với axit tạo thành muối và H2. Và các cái kim loại khác đứng trước hiro đều có phản ứng này nhé. Cho nên là đây là cũng là một cái tính chất đặc trưng của kim loại. Nhưng các em lưu ý là những cái kim loại đứng sau hiro như là đồng, bạc, vàng thì nó không có phản ứng này được bởi vì nó rất là yếu.
Và cái tính chất thứ ba của nó là kim loại đứng trước nó sẽ đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Ta có phản ứng là kim loại với muối thì tạo thành muối và kim loại mới. Thì các em cứ tưởng tượng ví dụ như là FeCl2 chẳng hạn, nó muối nó là sự kết hợp giữa kim loại và gốc axit. Thì ta thấy rằng cái sự liên kết này bản thân nó đã không có bền chặt rồi, tự nhiên lại xuất hiện thêm một cái anh nhôm, đúng không ạ? Anh nhôm thì anh lại đứng trước anh sắt ở trong sảy hoạt động kim loại. Rõ ràng là anh nó mạnh hơn anh sắt rồi. Nên các em thấy là cái sự kết hợp giữa sắt và muối nó đã không bền lắm. Bây giờ lại xuất hiện một cái anh mà nó lại còn mạnh hơn anh sắt. Thì không nói chúng ta cũng biết, đúng không? Theo một cái quy luật thông thường thì anh sắt sẽ bị đẩy ra khỏi dung dịch và anh nhôm thế chỗ anh sắt thôi. Nó như một cái mối quan hệ ngoài cuộc sống thì các em cũng thấy nó như thế. Cho nên là cái gì nó mạnh thì nó sẽ đẩy những cái yếu ra khỏi và nó sẽ phá vỡ cái liên kết đó. Đây là một cái quy luật tự nhiên hết sức là bình thường thôi. Cho nên nó sẽ tạo thành cái chất mới, đó là nhôm, nó sẽ đẩy sắt ra khỏi FeCl2 và nó sẽ tạo thế chỗ nó luôn, tạo thành AlCl3 cộng với sắt. Tương tự như vậy thì anh sắt tuy là yếu hơn anh nhôm nhưng mà so với anh đồng lại mạnh hơn. Chúng ta lại có phản ứng giữa sắt với CuSO4. Thì Cu nó lại yếu hơn sắt. Các em nhìn thấy trong dãy hoạt động kim loại thì Cu nó đứng sau sắt mà. Nên là cái sự liên kết giữa CuSO4 sẽ nhanh chóng bị cái anh sắt nhảy vào thay thế anh đồng ngay và tạo thành FeSO4 cộng với Cu. Sắt nó sẽ thế chỗ đồng vì nó mạnh hơn và nó ngon lành cành đào hơn, là nó sẽ thay chỗ cái liên kết đó ngay. Cho nên là chỉ cần nhìn vào cái dãy hoạt động kim loại thôi là các em sẽ biết ngay là cái phản ứng giữa kim loại và muối thì phản ứng nào nó có thể xảy ra và phản ứng nào không. Cứ theo quy luật là cái anh nào đứng trước thì nó sẽ đẩy cái anh yếu hơn ra khỏi muối. Đấy. Chúng ta sẽ làm thử một số cái bài tập để ôn tập cái phần này nhé. Đây là một cái phần nó rất là căn bản, nhưng mà các em muốn học kim loại thì các em bắt buộc phải biết về cái dãy hoạt động kim loại này và các em phải nhớ được cái dãy này. Và có một cái lưu ý nữa là cái muối tham gia phản ứng phải tan nhé. Ví dụ như ở đây là FeCl2 và CuSO4 đều phải là những muối tan trong nước thì nó mới có phản ứng này được. Chứ nếu nó mà không tan thì nó không có phản ứng đâu. Nó không tan thì nó gắn với nhau rất là chặt, không thể đẩy ra được. Rồi chúng ta sẽ có cái bài tập như sau nhá. Kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là, ở đây có 4 đáp án: bạc, đồng, vàng và nhôm. Thì chúng ta sẽ nhìn vào dãy hoạt động kim loại thì cái vị trí H hỏi đứng giữa, đúng không ạ? Thì ta sẽ có trong 4 kim loại này chỉ có duy nhất là kim loại nhôm thôi là nó đứng trước được hydro trong dãy hoạt động kim loại, còn 3 con nguyên tố còn lại đó là bạc, đồng và vàng thì nó đứng sau nên là nó sẽ không thể có phản ứng được. Cho nên câu này đáp án đúng là đáp án D nhé. Ok, chúng ta đến câu tiếp theo này. Kim loại nào dưới đây tác dụng được với dung dịch muối CuNO3 2 lần? Em thấy đây có 4 phương án. Muốn mà tác dụng được với CuNO3 2 lần á, thì cái kim loại đó nó phải mạnh hơn đồng trong sự hoạt động, đúng không? Thì chúng ta thấy là trong 4 đáp án này, bạc với vàng thì nó đứng sau đồng rồi nên là nó không thể đẩy đồng ra khỏi muối được. Đồng thì nó không thể tự nó đẩy chính nó ra khỏi muối, đúng không? Thì chỉ có một cái phương án duy nhất, đó là phương án magie thôi. Magie đứng trước đồng trong dãy hoạt động kim loại nên là có phương án đúng là magie nhé. Như vậy ngày hôm nay anh đã hướng dẫn các em học về cái dãy hoạt động kim loại rồi. Và chúng ta nhớ là cái dãy hoạt động này nó sẽ có 3 tính chất. Đây chúng ta sẽ xem lại nhé. 3 tính chất căn bản của cái dãy này. Đó là kim loại đứng trước magie thì có phản ứng với nước. Kim loại đứng trước hydro thì phản ứng với axit. Và kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối. Chúng ta nhớ cái dãy hoạt động này và cái cách phân chia, tức là trước magie và vị trí hydro nhé. Nếu như các em có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hoặc góp ý nào thì các em comment về bên dưới. Anh sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của các em. Và rất trân trọng những cái sự góp ý, những cái lời động viên của các em đã dành cho anh từ trước đến nay. Ngoài ra ở dưới phần mô tả anh còn có link của nhóm mất gốc hóa thì các em có thể tham gia nhóm Facebook nhé. Trong nhóm Facebook thì có nhóm Messenger để trả lời các câu hỏi, thì các em muốn vào thì inbox cho anh nhé. Bài cũng đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video và hẹn gặp lại các em ở các bài tiếp theo. Bye bye.